Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới xót xa, không ngờ cha nguyên bề trên đan viện Thiên An, cha An Tôn Đức bị chính vài anh em của mình phản bội bán đứng. Xin cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, những ai quan tâm tới hiện tình Giáo hội Việt Nam đều biết, 8 tháng trở lại đây, Giáo hội Việt Nam với hai vị linh mục chịu nhiều tủi nhục và bất công với hai cái chết thật đớn đau. Một chút về chuyện của linh mục Du Sê Trần Ngọc Thanh OP, tu sĩ linh mục dòng Đa Minh, thì mới đây, luật sư Công giáo Trịnh Vĩnh Phúc vừa nhận định, vụ án linh mục Du Sê Trần Ngọc Thanh bị sát hại đang đi vào ngõ cụt. Vâng, vào ngõ cụt. Bởi lẽ sau hai lần giám định tâm thần với hung thủ man dợ Nguyễn Văn Kiên, công an gửi kết luận đến gia đình ông bà cố cha Thanh như sau. Nội dung kết luận giám định như sau. Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Văn Kiên bị bệnh rối loạn hoang tưởng. Hoang tưởng trực tiếp chi phối hành vi. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F22.0. Tại các thời điểm trên, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Lại thêm vụ việc thương tâm với biến cố cha An Tôn Nguyễn Huyền Đức vừa qua đời, nghi ngài bị đầu độc từ nhiều năm trước. Linh mục Du Sê Đinh Hữu Thoại, dòng chùa Cứu Thế, ngài có đoạn viết. Đây là những hình ảnh cuối cùng của đàn sĩ Linh mục An Tôn Padova Nguyễn Huyền Đức, nguyên bề trên đàn viện Thiên An Huế, trong nghi thức tẫn liệm thi hải cha. Ngài với nước da đen sạm, gầy guộc, hốc hác, nằm bất động nhưng rất bình an trong sự quan phòng của Chúa. Vừa lòng chưa, hỡi các Giuđa thời đại đã và đang cấu kết với thế gian hãm hại người anh em mình. Như Chúa Giê-xu xưa đã bị Giuđa phản bội và bị các môn đệ bỏ rơi, cha An Tôn Nguyễn Huyền Đức cũng bị một vài anh em phản bội ngài. Như Chúa Giê-xu đã bị thế quyền và thần quyền Roma và Do Thái thời đó cấu kết với nhau vu cáo, xuyên tạc, trục mũ, sỉ nhục, mưu hại, thì cha An Tôn cũng bị một số người trong dòng đạo ngoài đời cấu kết với nhau vu cáo, xuyên tạc, trục mũ, sỉ nhục và giết hại ngài. Cái chết bi thảm của ngài là kết quả của tiến trình cấu kết mưu hại ấy. Trích bài giảng của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, CSSR, trong lễ an táng cha An Tôn Nguyễn Huyền Đức, hết trích. Quả thật, cha An Tôn Nguyễn Huyền Đức, ngài là vị tử vì đạo trong thời hiện đại. Có lẽ, ngài đã rộng lượng tha thứ cho hai vị khách quen, pha cà phê và một vài đàn sĩ phản bội ngài là những huynh đệ anh em với ngài. Bởi lẽ, trong bức tâm thư gửi Cộng đoàn Dân Chúa và cha bề trên, ngài tường thuật rất chi tiết mọi sự việc, nhưng không hề nêu đích danh để tố cáo. Hai vị khách quen pha cà phê và một vài đàn sĩ phản bội lại ngài. Những ngày tháng cuối đời, cha An Tôn đã bao dung tha thứ như Chúa Giê-xu đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa trên thập giá. Lạy cha, xin cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Trích Luca chương 23 câu 34. Thật thương tiếc và tri ân hai vị linh mục tử vì đạo thời hiện đại trong 8 tháng qua của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thật vậy, Giáo hội của Chúa vẫn sẽ và luôn bị bách hại đó đây, cho tới ngày tận thế, bởi gia sản do lý Chúa để lại là làm chứng cho sự thật và không được nói dối, chính là điều răn thứ 8 trong 10 điều răn, chớ làm chứng dối. Cộng đoàn có cảm xúc gì bình luận văn minh nhé? Nguyện xin Chúa soi sáng cho mọi người biết coi nhau là anh em, biết tôn trọng tôn giáo của nhau. Xin Chúa ban bình an của Chúa cho Giáo hội Việt Nam chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.